Nhưng mà không biết tới năm 10 tuổi về đây nè, mình bị mắng, mình bị chửi, mình mới biết đó là mẹ ruột của mình. Làm sao mình biết đó là mẹ ruột? Tại vì má mới nói cái đó là mẹ ruột của mày đó, con mẹ mày không ra gì hết, mai cho mày có cái áo dài mà cũng lấy tiền công, mấy người về đâu đó chửi như vậy đó, mình mới biết mình là con nuôi. Trời ơi, nếu mà quả thực vậy thì mẹ vô tâm quá, may cho con cái áo mà cũng lấy tiền công nữa. Hôm nay chị Huệ kết nối là để kiếm ai chị Huệ ha? Dạ kiếm cha với mẹ hoặc là anh chị em. Dạ. Rồi chị Huệ hiện tại là ở tỉnh nào? Dạ ở tỉnh Trà Vinh. À, Trà Vinh. Rồi. Vậy thì hồi đó chị thất lạc là gia đình ra sao chị kể em nghe. Dạ, cũng như là năm 1960 á, là bà mẹ mình nuôi á, bà sinh mình ở trong bệnh viện, coi như là để là chẩn y viện Đô Thành Sài Gòn ở quận 8 á, Dạ. vậy sinh trong bệnh viện luôn, cũng như mới sinh đâu 3 hay là 7 ngày gì đó không biết. Tức là xin chị từ bệnh viện về hả? Dạ. À, rồi có nghe ba mẹ kể là xin từ y tá hay là xin trực tiếp người mẹ hay là ai giới thiệu này kia gì không? Má bánh chỉ là má nuôi, bà chỉ nói là sinh hồi lúc đó sinh đó là còn nằm trong bệnh viện, là bà mẹ cũng còn ở đó luôn. Dạ. Rồi có biết là ai giới thiệu hoặc này kia gì không? Dạ giới thiệu gì tới vậy? Ai giới thiệu để cho con á, làm sao biết được người ta cho con mà vô mà sinh á? Không biết, không có nghe má nói gì hết luôn, không biết luôn. Cũng như là sinh mình cũng đâu biết đâu, tới năm mình 10 tuổi á, mình mới biết mình là con nuôi. Dạ. Rồi trên cái miếng giấy khai sinh hình như là có ghi tên cha tên mẹ phải không? Dạ. Dạ. Trên đó ghi tên cha là tên gì, và đương nhiên là cái giấy khai sinh đó là từ ba mẹ nuôi làm hay từ hay là ba mẹ ruột làm? Cái đó là của bệnh viện cấp luôn, hồi cái lúc mà cha mẹ mà sanh ra tại bệnh viện rồi làm á, tướng dĩ khai tên á, Dạ. rồi cái đưa cho bà mẹ nuôi đặng mà làm khai sinh á. Dạ, vậy có nghĩa là tên ở trong cái giấy đó là tên của cha mẹ ruột đúng không? Dạ. Dạ. Chị cho em biết thông tin từ ở trên cái miếng giấy đó cha mẹ tên gì ha? Cha là Đặng Văn Long. À, Đặng Văn Long. Dạ. Rồi mẹ. Mẹ là Nguyễn Thị Kim Anh. Dạ, có ngày tháng năm sinh gì không? Dạ không có, chỉ có vậy không á. À, rồi con có nghi ngờ là quê quán ở đâu không? À, dạ để trong đó để cái số nhà luôn á, tướng vậy để số nhà là 1R-20 bến Nguyễn Di quận 8. À, nhưng mà đương nhiên thì bây giờ thì nó đã giờ vật đổi sao dời rồi, muốn kiếm ở đó cũng kiếm không được đó ha. Dạ kiếm không được, tại vì hồi năm 2000 á có đi đi làm mướn ở trển á, rồi có đi đi vô công an quận 8 á, chích lục á, thì công an nói là ở chỗ đó nó đã cháy 3 lần rồi, nhà nó cũng đã đổi dời hết rồi, giờ người không biết đi đâu, không biết có đi về vùng kinh tế mới không. Rồi, vậy thì mục tiêu tìm kiếm bây giờ đó là hy vọng là ba mẹ còn khỏe, còn nếu ba mẹ mà không còn nữa đó thì hy vọng là những người anh chị em, những người bà con cô bác chú dì nghe được tên cha là Đặng Văn Long và tên mẹ là Nguyễn Nguyễn Thị Kim Anh. Và trước đây thì cư ngụ ở tại quận 8. Dạ. Rồi ok chị, vậy thì thông tin của chị thì bây giờ giống như em vừa đọc đó là mục tiêu tìm kiếm là kiếm tên cha tên mẹ và trước đây đã từng ở đó. Nếu bà con cô bác ai biết thì xin báo tin giùm, hoặc là những người trong gia đình nghe thông tin trùng khớp thì hy vọng là gia đình sẽ lên tiếng. Tại vì hồi đó má nuôi á là bà cũng ở quận 8 luôn á, tính vậy má nuôi hồi đó ở là ngay ngay chốc cái trại tế bần mà bây giờ là T50 á. Hồi cái năm 2000 có về cái chỗ nhà cũ á, cái mình hỏi những người lối xóm chung quanh á, mình hỏi coi có ai lại tìm mình không, mà những người chung quanh nói không có. Cái hồi hồi đó như vậy nè, vậy mình mới biết, cũng như đâu khoảng lúc
5 tuổi hay 6 tuổi gì, cái lúc đi má cho đi học á, cái đi ra cái thấy người ta mà mấy người mà đạo Thiên Chúa người ta mặc áo dài á, mình cũng đâu biết, mình đòi á, cái má bả mới mua cho mình một cái áo dài mà lại mà bà mẹ ruột mình lại là thợ may mà À. mình không có biết, nhưng mà má má nuôi á, lại dạy á, kêu bà mẹ ruột bằng chị Tư. Bây giờ trong đầu cũng vẫn mường tượng cái tướng hình mẹ, cũng vẫn còn nhớ. Nhưng mà không biết tới 5-10 tuổi về đây nè, mình bị mắng á, mình bị chửi á, mình mới biết đó là mẹ ruột của mình. Làm sao mình biết đó là mẹ ruột? Tại vì má mới nói á, cái đó là mẹ ruột của mày đó, con mẹ mày không ra gì hết, mai cho mày có cái áo dài mà cũng lấy tiền công, mấy người gì đâu đó chửi như vậy đó, mình mới biết mình là con nuôi. À trời ơi, nếu mà quả thực vậy thì mẹ vô tâm quá, may cho con cái áo mà cũng lấy tiền công nữa. Vậy nhiều khi suy nghĩ muốn đi tìm nhiều lắm, đi lên chương trình chưa hề có cuộc chia ly, cách đây cũng 10 năm rồi mà cũng như người ta điện xuống người ta nói với mình là trên đường đi tìm kiếm, nhưng mà thấy cũng vô vọng. Dạ, thật ra câu chuyện của chị cũng khó. Người theo dõi chương trình tiếng Dĩ mình coi có ai tìm mình không, mà coi riết rồi nó cũng không Dạ. thấy. Rồi, thì bây giờ chỉ có cách là chờ vào cái duyên thôi, cập nhật lên rồi chờ vào cái duyên, rồi có ai biết được cái thông tin rồi Là có ai báo. con nhắn tin mà tính dĩ mà trả lời lại mừng ghê luôn á, Dạ. cũng đây là một cái duyên chứ. Hôm rồi cách đây 1 năm á, mình có đi lên trên làng Hoa Sa Đéc á, đi tới chỗ cái Hùng Thi luôn, mà ở dưới cái tầng dưới á, mà tính dĩ ở trên mà đâu có biết đâu, mấy đứa nó rủ đi lên, nó cái giò đau cái không lên, về nhà không hổm thấy tính dĩ nói, nó tức hoài luôn, Vậy hả chị? như là cái duyên chưa có gặp. Dạ. Cái tên mà cha mẹ ruột đặt cái hỏi trong bệnh viện của mình á, là tên là Đặng Thị Bạch Cúc á, cái gì À. Vậy là sau này mới đặt lại tên là Huệ. dạ, tên Huệ là của mẹ nuôi đặt á, Dạ. còn cái tên mà cha mẹ ruột đặt ở trong bệnh viện đó là Đặng Thị Bạch Cúc, sinh ngày 17 tháng 12 năm 1960. Dạ. Từ cái hoa cúc mà tự dưng người đổi qua người ta hoa huệ. Bởi vì cái số con người tướng dĩ thấy tới cái tên mà nó cũng đã đưa đẩy cái số, từ cái cúc cũng trắng mà huệ cũng trắng, cái số cũng bằng, nó khốn nạn ghê luôn. Nói chơi vui vậy thôi tên. Mà cái đó là cũng là ý trời chứ, mình nhỏ mà mình đâu có biết được, nhưng mà nó cũng đưa đâu cũng ngay ghê luôn ha, Dạ, cũng ngẫm lại. hai loại hoa. Hai loại Dạ, hoa sáu thì mươi mấy năm rồi, cũng như là đi tìm tìm cách đây cũng mười mấy năm cũng gặp, nhưng mà lần này coi như lần cuối, hy vọng là tính dĩ mát tay và cộng đồng mạng giúp giùm mình tìm lại mẹ, cũng như là lần này là lần cuối rồi, quỹ thời gian nó cũng gần hết, năm nay dạ sáu mấy. đúng, quả thực là bây giờ thời gian nó không chờ đợi mình. Nếu may mắn á, thì còn gặp được cha mẹ, còn mà nếu không nữa thì theo cái quy luật tự nhiên thì lớn tuổi rồi ai cũng phải mất. Ok chị, thì em sẽ cập nhật thông tin rồi có ai báo gì em cho chị hay nha. Bởi vậy con nhiều người á, mà nhiều người chửi mà cái câu của mày là đồ cho xong lạc chợ là nó đau cơ, mình chưa từng thấy, tại vì mình cũng có từng bị những cái lời đó nó đau mãi tới bây giờ. Bà con cô bác anh chị nếu mà ai giúp được tìm được á, thì xin hậu tạ 10 triệu. Dạ. Rồi, vậy nha chị nha, có ai báo gì em cho chị hay nha, chào chị ha. Dạ, Dạ cảm dạ. ơn đứng dậy nhiều, dạ Dạ. cảm ơn cộng. Dạ. Rồi. Cháu tên gì và ở đâu cháu ha? Cháu tên là Vũ Phương Hiền ạ. À, Hiền ở tỉnh nào cháu? Cháu ở có cần ghi rõ không chú? À, tỉnh nào được rồi Hiền, à, con. Cháu ở Thái Bình ạ, Tiền À Hải ok. Thái Bình ạ. Rồi. Hôm nay là cháu kết nối là để kiếm ai? Cháu tìm cô cháu ạ. À, tìm cô của cháu. Cô của cháu tên gì? Cô cháu tên là Vũ Thị Ní ạ. Vũ Thị Ní. Ní ha. Vâng ạ. À, năm nay là cô Ní khoảng bao nhiêu tuổi? Cô sinh năm 1980, năm nay cô tầm 43, 43, 44, 980. Rồi cái câu chuyện thất lạc của cô Ní cháu thì thất lạc nhau như thế nào?
Thực là cô bỏ nhà cô ra đi từ đấy, từ năm 2000 cơ. Rồi câu chuyện diễn ra như thế nào cháu ha? Từ đấy thì nhà năm ngày xưa thì nhà cháu có vỡ nợ, từ đấy cháu chỉ nghe mọi người kể lại thôi, còn thực tế là bàn về chuyện tìm cô gia đình cháu tìm lâu rồi nhưng mà kiểu như cũng không biết tìm ở đâu ấy ạ. Cũng như trường của Jenny thì nhà cháu cũng đăng ký rồi nhưng mà đợt này như trường của Jenny thì kiểu như là họ cũng chậm ấy ạ. Giờ câu chuyện diễn ra như thế nào? Cái khoảng năm 2000 ấy ạ, thì trước đấy thì gia đình cháu bị vỡ nợ, ông bà cháu, nói đúng là ông bà cháu bị vỡ nợ. Thế là trước đây thì gia đình năm anh em thì cô là người thứ tư, sau đó thì lúc kiểu như mỗi người đi một nơi ạ, thì ông bà cháu đợt đấy bị mất việc, sau lúc vỡ nợ thì trở về công chức ấy, nên là bị mất việc. Xong khi là còn cái anh của cô ấy, bố cháu thì lấy vợ rồi, thì lúc đợt đấy cháu mới sinh. Còn một người anh tên Khang thì vào miền Nam học sư phạm, một người tên là Nam thì ra ra Hà Nội, về ở lên Hà Nội, bởi vì người giáp út là cô Nam thì hơn hơn kém cô Lý 2 tuổi. Hai cô đều học giỏi nhưng mà cô Nam là kém cô Lý 2 tuổi thì cô Nam lại nên đại học học sư phạm, cô Lý thì không. Cô Lý chỉ học xong lớp 9 là cô Lý nghỉ thôi, nhưng mà kiểu như đợt đấy là cháu nghĩ chắc là một phần về tâm lý của cô ấy, thì kiểu như cô lại kiểu ít nói. Mấy năm liền là kiểu như cô ít nói, kiểu là cũng chắc là mặc cảm tự ti gì đó ấy. Còn trước đây thì lúc cô đi học lớp 9 ấy ạ, thì là cách đấy thì chắc chỉ tầm mấy năm thôi, thì cô tầm 4 năm cô ở nhà, sau cô đi thì cái đợt mà cô còn đi học thì cô học rất là giỏi. Hai cô kém nhau hai lớp thì ông thường thường chở hai cô đi thi huyện cơ. Với lại cô làm văn vùng thì nếu mà cô được kiểu như cô được phát biểu trước trường ấy ạ. Rồi, rồi cho chú hỏi này, vậy là cái khi đi thì tinh thần có được ổn định không hay là có mang chứng trầm cảm tâm thần này kia gì không? Cô cũng có đấy ạ. Có nghĩa là cũng do ở cái chỗ Cũng là biến cố của gia đình. không phải hẳn. Vâng. Không phải hẳn là kiểu điên đâu ạ, mà cô chỉ là kiểu ít nói, kiểu mặc cảm tự ti ạ. Chứ không phải là Về vấn đề ví dụ nhận thức xung quanh rồi là tên cha tên mẹ quê quán này kia thì theo cháu có nhớ được, cô có nhớ nhận thức lúc đấy thì cô nhớ ạ, nhưng không? mà đợt đấy bởi vì nó ở quê cháu lại có hai kiểu trường hợp là dẫn người đi Trung Quốc ấy ạ. Đợt đấy kiểu hay có trường hợp là dẫn người đi Trung Quốc, đợt đấy ở quê cháu là rất hay có trường hợp đấy, nên chỉ sợ như thế thôi ạ, bởi vì cô đi thì không mang chứng minh thư. Không mang chứng minh. Đúng rồi ạ. Vậy là lúc đó là cô Lý cũng 20 tuổi ha. Từ năm 2000 Vâng, đúng cô cháu không? học cũng đợt đấy nó cũng học sau lớp 9, nên nếu mà tính theo tuổi là học sau lớp 9 thì chắc là tầm mấy năm rồi. Cái chữ ní của cháu đây là ní có nghĩa là lý đúng không? L L I ly sắc lý đúng không? Vâng, vậy ạ. L đúng không? Nhưng mà do là Vâng. cái tiếng địa phương của cháu là cháu kêu Lý không được, cái cháu kêu Đúng Ní đúng không? vâng, đúng rồi. Giống kiểu là lòng lợn nó thì kêu là nòng nòng nợn. Đúng rồi, Đúng không? ở trước cháu là bị hạn từ đấy. Bị hạn chế cái từ là Lý. Rồi, vậy tên là tên Lý ha. Vâng. Thế thế này cháu này gọi là nếu mà đi trong cái tình trạng mà gọi là còn nhận thức được mọi việc á, thì Vâng. theo chú nghĩ là đến một lúc nào đó là cô Lý muốn về là cô Lý tự động cô Lý về thôi, bởi vì là 20 tuổi rồi thì không có nghĩa là thất lạc nữa, mà gọi là trường hợp này là trường hợp mất tích. Thì nếu ví dụ như mà mất tích ở trong nước á, thì có những trường hợp là ví dụ như được sự quan tâm của gia đình tìm này kia thì cũng thấy cái sự mà tha thiết của gia đình thì cái người đó nghe được thì sẽ lên tiếng. Đó là trường Vâng. hợp mà ở trong nước và trường hợp mà đang còn nhận thức được. Còn trường hợp mà ví dụ chẳng hạn như mà đi Trung Quốc thì sợ cái video này không có tiếp cận được ở bên Trung Quốc á, sợ là cái cơ hội mà cô của cháu, dì của cháu nghe được á, là sợ cái cơ hội đó nó không có tiếp cận được, không có nghe được.
Vì vậy cho nên là nếu mà ở Trung Quốc á, thì là có phần hạn chế, sợ sợ tìm không được. Nếu mà ở Trung Quốc thì bên bảo là nhà cháu cũng không chắc chắn. Vì nhà cháu bảo là nếu mà lâu rồi không về thì cũng hay là sang Trung Quốc. Chứ nhà cháu cũng không chắc chắn. Thì đó thì cũng đang nghi ngờ thôi đúng Vâng. không? Và điều thứ hai nữa, nếu mà còn nhận thức được hoàn toàn á, thì là bây giờ mọi việc thì nó cũng đã qua rồi, nên là cũng hy vọng là cô Lý cháu có nghe được á, thì là lên tiếng để cho gia đình đỡ trong ngóng. Đó là may mắn mà cô Lý đang còn nhận thức được á. Còn nếu ví dụ như lỡ ra mà không nhận thức được thì cái điều đó thì cũng mong cộng đồng là có ai nhận dạng hoặc là có ai có biết về câu chuyện thì hy vọng là người ta lên tiếng giùm. Vâng. Thì cái hình của cô Lý là cái hình mà cháu gửi đó ha, chỉ có một tấm duy nhất đó Vâng ạ. ha. Rồi ok cháu, vậy để chú cập nhật lên rồi có ai có biết gì về cô Lý cháu thì người ta sẽ lên tiếng cho mình ha. Nếu mà gia đình cháu tìm đúng thì gia đình cháu có thể hỗ trợ 100 triệu ạ. 100 triệu là cái Bởi số vì tiền cái này này lớn lớn lắm đó nha. là... Dạ vâng, bởi vì cái này thì gia đình nhà cháu là có nhóm trên Zalo nên cháu cũng hỏi mọi người ạ. Rồi ok cháu, về chú cập nhật rồi có ai báo gì thì chú cho hay nha. Dạ vâng, chú cảm ơn ạ. Rồi chào cháu. Rồi anh cho em biết tên của anh ha. Anh là Hoàng Huy Việt. Hoàng Huy Việt. Dạ, Đúng anh rồi. Việt hiện tại là đang ở tỉnh nào? Anh ở Đồng Nai, Biên Hòa. Dạ. Hôm nay anh Việt kết nối là để kiếm ai anh ha? Anh kiếm một ông anh trai của anh là cùng mẹ khác cha. Dạ. Rồi câu chuyện của gia đình mình thất lạc nhau ra sao? Là nó là như vậy. Hồi xưa là mẹ mẹ anh lấy bố anh là ba dượng lắm. Thì hồi xưa thì anh có ở trên bà ngoại với dì ruột. Thì sau này bà đưa vào trong Đồng Nai luôn ở Tam Hiệp. Thì lúc đó anh lớn rồi, thực sự là anh lớn rồi. Lúc đó anh hai mấy rồi. Nhưng mà từ năm 1989 anh vô đây để tìm anh trai em. Thì ông anh cũng hơi quậy một chút xíu rồi, thanh niên mà. Thì ở với dì Dượng thì Dượng anh thì lúc đó là làm đại tá của sân bay Biên Hòa. Thì ông có chức có quyền thì ông hù cái thì từ ngày đó đến bây giờ bọn anh không biết được một tin tức gì. Thì Tức là anh bỏ đi hả? thì anh không hiểu là ông anh nghĩ như thế nào, bực cái gì hay là bực với Dượng mà mất biến. Từ đó anh em cũng không có liên lạc với nhau. Thì nay anh lên cái chương trình của em thì cũng mong rằng là em cố gắng em giúp giùm. Rồi cho em hỏi là anh đó tên gì? Anh đó là Hoàng Văn Cát. Hoàng Văn Cách à? Cát hả? Các Cát giống kiểu là các anh các chị ấy, hả? đúng rồi, Cát, Hoàng Văn Cát. đúng rồi. Rồi vậy anh Cát đó là sinh năm mấy? Năm nay anh ở ngoài 60 mấy rồi đó, anh không nhớ. Vậy thì chắc là cũng sinh năm sáu mấy luôn ha. Có tầm coi nào. Sinh năm sáu mấy thì bây giờ là cũng sáu mươi mấy Tuổi tuổi. Hợi hay tuổi Hợi hay cái gì đó anh không biết. Vì lúc anh nhỏ. Rồi vậy rồi lúc đó là khi đi là xuất phát từ địa phương nào đi? Từ xã Hoàng Lương, thôn Đình Đông, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa là vào cái gì? Ra đi từ Thanh Hóa. Đúng rồi, vào cái gì ruột ở tại Tam Ý ý là từ cái khi mất tích á, cái khi mà cha nói gì rồi ảnh bỏ đi, đó là bỏ đi từ địa phương nào? là Tam Hiệp em. Bỏ Tam Hiệp đi từ Đồng Nai. bỏ đi từ Tam Hiệp, còn quê quán thì ở ngoài Thanh Hóa. Đúng rồi. Rồi cho em hỏi là cái lúc mà ảnh đi là ảnh bao nhiêu tuổi, khoảng bao nhiêu tuổi? Anh tầm 25 tuổi. Khoảng 25 tuổi. Vậy là cái nội dung là do bất đồng với ba nên là ba hù dọa cái gì đó Ba thì ảnh Dượng bỏ. ạ, Ba Dượng thôi, Ba Dượng. Quên là gì gì ruột với Dượng rể.
Tôi còn không bắt đồng với ba Dượng. À, Vậy ba cái Dượng bố anh rất là quý anh. Vậy thì hù ảnh cái gì đó rồi ảnh bỏ đi luôn. Vì lúc mà 89 anh vào á, thì nghe xóm là nghe cái bom, hay là ông bỏ ông đi luôn, vì lúc đó ông Dượng là ông có chức có quyền có súng. Vậy là theo em nghĩ là cái đó cái quá khứ rồi, nhưng mà bây giờ thì mọi việc nó qua rồi, thì theo em nghĩ là gia đình cũng tha thiết thì mong ảnh có nghe được câu chuyện này, nghe ảnh có nghe được câu chuyện này thì ảnh hãy về với gia đình để rồi gia đình trông chờ. Thực Vậy sự là trong gia đình thì chỉ có mỗi mình anh tha thiết thôi, từ năm 89 đến giờ. Vì cái gì cái là em biết sao, là máu mủ của mình mà. Cùng cha anh ha, Cùng mẹ chứ. cùng Cùng mẹ, mẹ. cùng mẹ, cùng mẹ. Cho em biết tên của mẹ anh ha. À, mẹ là Hoàng Thị Phượng. Hoàng Thị Phượng. Còn cha ruột của ảnh tên gì anh có nắm được không? Em lớn lên, lúc anh lớn lên á thì là thấy ở nhà anh với ở trên bà ngoại rồi. Rồi vậy thì trong gia đình thì có tất cả mấy anh chị em hết Sáu anh em. à? Rồi có những ai anh ha, đọc một số tên những người lớn hơn Đầu tiên là chị. anh cả là Hoàng Văn Tâm, Tâm. chị Hoàng Thị Lý, anh Hoàng Văn Quang, anh Hoàng Văn Trung, chị Hoàng Thị Nhung, mình là Hoàng Văn Huy Việt. Ủa rồi anh Cát đó, Alo, anh Cát đó, anh Cát đó là thứ mấy? anh Cát, nếu mà theo như lúc đầu là mẹ về á, là con của mẹ, thì ảnh thì nếu mà so với trong gia đình mà bên ba Dượng á, thì ảnh cũng tầm thứ một, hai, ba, bốn. Ồ, vậy là mẹ anh nhiều con vậy à? Mẹ anh sinh nhiều con ha. À không, ba anh là hai vợ. Thì trong đó là mẹ anh là có là anh Hoàng Công Trung, là chị Hoàng Thị Nhung và em Hoàng Huy Việt và Anh Cát. ảnh. Vậy thì anh chị em cùng cha cùng mẹ với anh Cát là có ai không? Không có là cùng mẹ thôi. Chỉ có cùng mẹ thôi. Rồi. Ok anh. Thì em đã nắm được cái thông tin cơ bản thì em cũng hy vọng là sau khi cập nhật thì anh Cát hoặc là có ai liên quan thì người ta có ai lên tiếng thì em sẽ báo cho gia đình mình biết. Ok. Thì tôi có gì là Tuấn Vĩ giúp giùm anh, nếu mà có vấn đề gì thì anh cho xin hỏi mình chuyện. Bây giờ vậy là anh vẫn còn ở Đồng Nai anh ha. Đúng rồi, anh ở Đồng Nai. Rồi, rồi có gì em báo cho anh hay nha, anh nha. Anh Rồi cảm ơn rồi. em rồi, bye Rồi bye rồi. em. Rồi rồi, chào anh.